này cây nó ùa công nha bạn. Cây này cái tông nó cao. Mấy cây này mới bứng lên. Mấy ngày rồi. Cao lên trời, nó cao nữa nè. Nu nó quá trời nè, thấy không? Cây này nu từ gốc tới ngọn luôn, nu. Nó lượn lên. Này cắt mấy bạn uống một cái cành thì quái quái hoặc là về lấy giống. Đó, cây này bầu. Cây này chiều cao khoảng gần 1 mét nha. 90 à, chắc khoảng 90 à, chứ không tới 1 mét đâu. 90 à. Nhưng mà cái thân nó cong giá 1 mét à. Cái này mấy bạn bầu được, ai mà mua về lấy giống bầu chắc được 3 đoạn nữa. 3 đoạn, 4 đoạn nữa mấy bạn, rồi lấy lại cái gốc. Còn để nguyên cái cây cao uống lượng lắc vậy nè. Uống. Mưa quá trời. Mưa gió quá mấy bạn ơi, không có đi đâu được hết á. Cây này cái hoành nhỏ thôi nha, khoảng 20 thôi nha mấy bạn ơi. Nhưng mà nu nè. Cục chứ. Lên tới cái ngọn. Nó lượn qua thầy, nó lượn cái ngọn, nó lượn rồi đó. Lượn lạc, lượn tùm lum hết. Đó, dài như ở đây vậy đó. Biết hồi xưa đồ con Tú làm sao mà nó dậy, không biết con cha hiểu nói. Này cũng cây như ngoài Hà Nội uống văn nhân gì đó, đại khái vậy. Có nguyên cái vàng nâu. Nâu bùa công nha các bạn. Rồi, cái cây nào bùa, nâu công, cây này.